Bạn nhỏ nào đã từng xem phim hay đọc truyện Peter Pan thì chắc chắn nhận ra nhân vật trên tay chị đúng không nào? Đây chính là nàng tiên Tinkerbell với chiếc váy xanh đặc trưng cùng chiếc cánh lấp lánh. Bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau vẽ nàng tiên tinh nghịch đáng yêu này nhé! Đầu tiên, chị vẽ một nét cong làm khuôn mặt. Thêm một nét khác tương tự ở phía trên nối hai đường vừa vẽ. Ở chỗ nối hai đường, chị vẽ những nét chéo nối tiếp nhau làm tóc mái. Dưới tóc, chị vẽ hai hình tròn làm đôi mắt. Thêm một số chi tiết cho đôi mắt thêm sinh động hơn. Và một chiếc miệng ở giữa hai mắt. Trên đỉnh đầu, chị vẽ một đường cong làm búi tóc. Một đường kẻ ngang phần chân búi tóc. Ở dưới cổ, chị vẽ hai đường chéo sang hai bên. Chị vẽ một hình chữ U ở giữa. Và hai đường cong nối tiếp nhau ở giữa chữ U. Sau đó, chị vẽ hai đường chéo ngắn hơn ở dưới chữ U. Và dùng một đường zig zag nối chúng lại với nhau. Từ điểm giao của chữ U và hai đường cong, chị vẽ hai đường chéo ra thành cánh tay của Tinkerbell. Thêm bàn tay. Ở giữa phần váy của Tinkerbell, chị vẽ một đường thẳng xuống. Hai đường chéo ở hai bên hướng về đường thẳng vừa rồi. Rồi chị vẽ hai đường nối tiếp như thế này. Tiếp theo, chị vẽ một đường zig zag tròn ở dưới chân. Thêm một đường nhỏ bên cạnh. Và chị vẽ hai chiếc giày như thế này. Ở hai bên đầu, chị vẽ hai đường chéo hất ra. Rồi chị nối hai đường cong từ đường vừa vẽ xuống dưới thân. Cuối cùng là hai đường tròn nối tiếp phần cánh trên và hoàn thành chiếc cánh thần tiên. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Tinkerbell nhận ra rằng sửa chữa đồ đạc mới thực sự là tài năng của mình. Cô và mọi người tìm những món đồ thất lạc để chế tạo đồ dùng và cuối cùng đã cứu được mùa xuân. Chính vì vậy mà Tinkerbell cũng được ví như nàng tiên mùa xuân đó các em ạ. Chúc các em thành công với bức vẽ của mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!